Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Long Thanh Số. Hôm nay con rất vui được test cái cục trầm B3 cho chú Đỗ Hoành Hải ở tổ số 8 ấp 1 xã Suối Chầu, Long Thành, Đồng Nai. Số điện thoại là 0968 và ba số cuối là 512. Chú có tin tưởng và đặt hàng Hoàng Long một cục trầm B3 thì bọn con đang test cho chú đấy ạ. Tại con đang mở loa trầm nhá, bây giờ tắt loa trầm đi nào. Đấy, hiện tại con đang đố một đôi la full này hai bên, quả này mới lại quả la full này đố vào cục đẩy. Thì con mời chú và các bác nghe thử một đoạn nhạc để con test cái loa trầm này trước khi gửi đi cho chú nhá. Con thì rất thích nghe cái nhạc không lời, nó du dương sâu lắng. Đây, con đang tắt loa trầm này chú này. Chú nghe thử cái chất âm mà khi chưa có loa trầm nhá. Nhưng mà chú chưa đeo tai nghe thì chú có thể đeo tai nghe lại và cảm nhận cái chất âm và cái sự thay đổi trước và sau khi mà đã ghép loa trầm. Đây, mình cho bật loa trầm lên cho chú nghe. Đấy. Riêng cái logo này nó có thể xoay được nha chú nhá. Nếu mà bị vận chuyển, khi mà vận chuyển nó bị xoay lệch thì chú có thể chỉnh lại được. Hàng bọn con nhập khẩu nguyên thùng nguyên kiện đấy ạ. Đây là hàng chất lượng. Chất âm rất là sâu và rèn. Đằng sau thì lát nữa con sẽ tặng chú các cái dây jack kết nối để chú về là sử dụng được luôn. Thì con hướng dẫn qua một lần nữa cho chú cách sử dụng nhá. Thì ở đây con đang đấu nối qua cái cổng 2 level input, chính là cái đường đường tín hiệu đỏ đen này. Hai cái cổng đỏ đen này lát nữa con sẽ tặng chú hai cái dây đoạn dây để chú về chú đấu qua cổng này. Chú chỉ việc tháo ra, xoáy ra này, như cái ở dưới đây. Xoáy ra. Xong rồi kẹp cái dây vào. Đỏ và đỏ, đen và đen, và đầu còn lại thì chú đấu vào âm ly hoặc là đẩy cục đẩy nha chú ấy. Đây cho ví dụ như này nhá. Còn ví dụ như này nè. Đây chính là cái đầu dây của loa súp. Đây con đấu còn quy định một đầu là có chữ này là đen chẳng hạn đấy. Thì còn đấu vào cọc đen. Còn đầu còn lại nó đấu vào cọc đỏ. Đấy, như vậy là ok. Chú có thể đấu chung vào cái loa nhà chú cũng được nhá, không vấn đề gì ạ. Cái này nó chỉ lấy tín hiệu từ đẩy ra thôi, chứ nó không ăn công suất, cho nên chú hoàn toàn yên tâm. Còn việc chỉnh các tần số thì chú để khoảng tầm 7 đến 9 giờ hoặc là cùng nó là 10 giờ thì là cái chất âm nó rất là sâu và dài hơn. Còn cái phần volume trên này là tùy chỉnh to nhỏ thì tùy theo cái sở thích của chú thích nghe nhiều trầm thì chú tăng lên, còn chú thích nghe ít trầm thì chú giảm đi. Đây, tắt trầm rồi này. Đấy, bây giờ con tăng lên này. Đấy, nghe tiếng dày và nghe rất là hay. Và đây là lưới tản nhiệt. Thì đương nhiên là chạy nó sẽ nóng. Chạy lâu nó sẽ nóng. Nhưng mà cái nóng này nó rất là bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì cái nhiệt độ của nó để mà cháy được thì nó rất là cao. Nó phải hơn 100 độ thì mới ra nó mới chết được. Còn đâu là nóng chừng nào mà cảm giác mà vẫn sờ được thì không vấn đề gì đâu. Nóng rát cũng không được gì ạ. Nhìn chú hoàn toàn yên tâm nhá. Hàng nhập khẩu nguyên thùng nguyên kiện và con sẽ bảo hành cho chú 1 năm ạ. Vâng, thay mặt cho toàn thể công ty thì con xin kính chúc chú Hải luôn luôn mạnh khỏe và gặp thật nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Vâng, con xin cảm ơn chú nha. Con sẽ đóng hàng và gửi đi cho chú luôn trong ngày hôm nay. Một lần rất cảm ơn chú ạ. Con xin chào và hẹn gặp lại nhé. Vâng, đây chú ơi, con chú Hải con đóng hàng cho chú này, được trần xốp các góc và bọc chống nước cho chú nhá. Chú nhận được hàng và chú kiểm tra và thanh toán cho bên bưu điện với con ạ. Vâng, con rất là cảm ơn chú vì đã tin tưởng và ủng hộ Hoàng Long. Kính chúc chú thật nhiều sức khỏe nha chú nhá.
Con xin chào chú ạ.